Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân đang theo dõi bản tin nông nghiệp thứ ba ngày 25 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị khán giả và bà con nông dân, trong bản tin ngày hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý. Bắc Cạn tiêu hủy hơn 1.700 con lợn do dịch tả lợn châu Phi. Hiệu quả từ phát triển cây ổi ở Quảng Thuận. Bắc Cạn tập trung nâng cao chất lượng cây cam, quýt. Trước hết là một số tin tức sản xuất nông nghiệp trong nước. Chuyên gia kiểm dịch thực vật của Mỹ được đặc cách trở lại Việt Nam làm việc từ ngày 25 tháng 8, giúp hoạt động xuất khẩu trái cây được khơi thông trở lại sang Mỹ. Từ tháng 3 năm 2020, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Mỹ đã yêu cầu chuyên gia kiểm dịch quay về nước khiến việc xuất khẩu trái cây sang Mỹ bị đình trệ. Việc Mỹ đặc cách cho chuyên gia kiểm định quay trở lại Việt Nam giúp hoạt động chiếu xạ, xuất khẩu các mặt hàng trái cây của Việt Nam sang Mỹ được duy trì bình thường trở lại trong thời gian tới. 6 loại trái cây được Mỹ cho phép nhập khẩu từ Việt Nam gồm thanh long, chôm chôm, nhãn, vải, vú sữa và xoài. Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 vừa công bố sản xuất thành công giống nhân tạo tôm mũ ni trắng. Hiện nay trên thế giới, sản xuất giống nhân tạo tôm mũ ni thành công chỉ có 3 nước là Úc, Ấn Độ và Nhật Bản. Tuy nhiên, đối với Nhật Bản và Ấn Độ, họ chỉ thành công ở quy mô phòng thí nghiệm, còn Úc đã công bố sản xuất thành công con giống tôm mũ ni sớm nhất vào năm 2007. Tôm mũ ni hay còn gọi là tôm vỗ là đối tượng có giá trị dinh dưỡng và thương mại cao, thuộc giống tôm hùm. Những năm qua, tôm mũ ni bị khai thác quá mức dẫn đến trữ lượng tôm trong tự nhiên suy giảm nghiêm trọng, ngày càng khan hiếm và khu vực phân bố cũng dần thu hẹp. Bước đầu, đề tài đã thành công trong việc tạo ra con giống tôm mũ ni nhân tạo. Tuy nhiên, để nâng cao tỷ lệ sống trong sản xuất giống và xây dựng mô hình nuôi thương phẩm vẫn còn đòi hỏi thời gian cùng sự đầu tư và nỗ lực của các nhà nghiên cứu. Chuyển sang những tin tức nông nghiệp trong tỉnh. Thưa quý vị khán giả, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiến hành tiêu hủy hơn 1.700 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại hơn 450 hộ thuộc 60 xã phường thị trấn của 8 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Số lợn mắc bệnh buộc tiêu hủy có tổng trọng lượng trên 68.000 kg. Hiện tỉnh đã công bố hết dịch tại 8 xã. Có 30 xã phường thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới. Ngành nông nghiệp đang phối hợp với địa phương thẩm định, hoàn thiện hồ sơ công bố hết dịch. Đối với địa phương đã qua 30 ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh, ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tái đàn, sử dụng con giống mạnh khỏe, có nguồn gốc rõ ràng, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định để tránh dịch bệnh bùng phát và lây lan trên diện rộng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và dịch tả lợn châu Phi khiến giá con giống tăng cao, làm cho công tác tái đàn vật nuôi trên địa bàn huyện Bắc Nẵm gặp khó khăn. Năm nay, huyện Bắc Nẵm triển khai 46 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình 30A và 135, trong đó có 39 dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi, chủ yếu là chăn nuôi trâu bò sinh sản, trâu bò vỗ béo, chăn nuôi dê sinh sản, chăn nuôi lợn thịt bản địa, chăn nuôi ngựa bạch sinh sản. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều hộ chưa tìm mua được con giống, nhất là giống trâu bò. Nguyên nhân chủ yếu là do giá con giống tăng cao, có thời điểm trên 20 triệu một con, trong khi các hộ nghèo chỉ được hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng một hộ trong cả giai đoạn. Đối với giống lợn hiện đang khan hiếm về nguồn cung do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Ngoài ra, giá thức ăn chăn nuôi trên thị trường hiện nay đang ở mức rất cao, gây khó khăn cho người chăn nuôi, đặc biệt là hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, hộ nghèo. Cây ngô vụ mùa hiện ở giai đoạn 2 đến 6 lá, người dân đang tích cực chăm sóc để phòng trừ sâu bệnh hại. Vụ mùa năm nay toàn tỉnh trồng được hơn 5.200 ha ngô, cơ cấu giống chủ yếu là các loại ngô lai năng suất cao như NK4300, CP999, PAC339. Cây ngô đang ở giai đoạn dễ bị sâu keo mùa thu gây hại. Một số diện tích nhiễm sâu keo với mật độ phổ biến 1 con trên 1 mét vuông, cao 3 con 1 mét vuông, cá biệt là 12 con trên 1 mét vuông. Tổng diện tích nhiễm 6 ha, trong đó nhiễm nặng là 1 ha. Để phòng trừ sâu bệnh, người dân cần làm sạch cỏ dại xung quanh vùng trồng ngô để hạn chế nơi trú ẩn của sâu, bẫy bả chua ngọt hoặc bẫy đèn để tiêu diệt con trưởng thành. Khi mật độ sâu còn thấp, người dân cần ngắt ổ trứng, bắt sâu non đem tiêu hủy. Khi mật độ sâu cao, cần sử dụng một số loại thuốc bảo vệ thực vật để phun để tránh sâu lây lan gây hại trên diện rộng. Thưa quý vị khán giả, những năm gần đây, cùng với các loại cây trồng khác, cây ổi đã trở thành cây trồng mũi nhọn của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông. Với những ưu thế như dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc, giá cả ổn định, quả ổi đang trở thành loại hàng hóa mang giá trị kinh tế cao, ghi nhận của phóng viên Bản tin Nông nghiệp.
Gia đình ông Bàn Hữu Thanh ở thôn Phiêng An, xã Quang Thuận có hơn 2.000 mét vuông đất vườn được đầu tư trồng cây ổi hàng chục năm nay. Hiện tại vườn ổi của gia đình ông có trên 100 gốc. Theo ông Thanh, cây ổi là loại cây lâu năm, dễ trồng, dễ chăm sóc nên rất thuận lợi cho gia đình có ít người lao động như gia đình ông. Với giá thị trường dao động từ 10 đến 30.000 đồng một kg, việc trồng ổi đang đem lại nguồn thu nhập khá và ổn định cho gia đình ông. Cơ bản là bà con đã trồng ổi. Thì cái 2 năm nay thì cái ổi gọi là thu nhập của bà con thì cũng tương đối. Nhưng mà đặc điểm là cái ổi thì mình chủ yếu là cái chăm sóc về cái bọ xít để nó chích hút thì mình phải chú ý. Nhất là vào tỉa tán để cho nó ra tán rồi mình phun phòng. Rồi ở đây thì bà con cũng đang mong muốn là bên phía cái lãnh đạo và cả cấp thì có cái sự hỗ trợ về cái bao tiêu sản phẩm cho bà con để bà con có cái nguồn thu nó gọi là ổn định hơn và giá cả nó cao hơn. Từ chỗ chỉ là loại cây mọc tự nhiên, hiện nay cây ổi đã được người dân xã Quang Thuận phát triển thành hàng hóa. Để nâng cao chất lượng quả, người dân chú ý từ khâu chọn cây giống, thường là giống ổi Đài Loan. Đây là giống ổi ghép nên có thời gian thu hoạch nhanh, quả giòn, ngọt nên được thị trường ưa chuộng. Người trồng ổi cũng chú trọng bọc ổi từ khi quả còn nhỏ để quả ổi có mẫu mã đẹp, tránh được sâu bệnh. Nhận thấy hiệu quả mang lại, diện tích ổi ở xã Quang Thuận đã được mở rộng lên hơn 20 ha, trong đó riêng thôn Phiêng An có trên 4 ha. Đây là một trong những cây trồng mà mang lại thu nhập tương đối là ổn định cho bà con. Vì là cây này thì đặc tính là nó cũng dễ trồng, dễ chăm sóc và hơn nữa là thu nhập đều, giải vụ quanh năm. Do vậy là nếu về đánh giá về hiệu quả thì đối với địa phương đây cũng là một trong những cây trồng chủ lực, chủ đạo. Và xã cũng có cái kế hoạch là sẽ mở rộng thêm diện tích ổi để hình thành một vùng ổi. Việc mở rộng diện tích các loại cây ăn quả sẽ đem lại thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, các ngành địa phương cần chú ý khâu quy hoạch, tránh để người dân mở rộng diện tích ồ ạt mà thiếu quan tâm đến chất lượng, khiến mất thị trường và ảnh hưởng đến quá trình xây dựng thương hiệu cho nông sản, đặc sản của từng địa phương. Thưa quý vị khán giả, là cây trồng mũi nhọn với sản lượng hơn 20.000 tấn mỗi năm, cây cam quýt đã và đang mang lại thu nhập cho nhiều hộ dân ở Bắc Cạn. Tuy nhiên, người trồng cam quýt vẫn gặp phải nghịch lý, được mùa mất giá, được giá mất mùa. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do quả cam quýt Bắc Cạn chưa đáp ứng được yêu cầu khắt khe của thị trường về mẫu mã, chất lượng, nên bị tư thương ép giá, nâng cao chất lượng quả cam quýt đang là vấn đề được người dân và ngành chức năng quan tâm. Xã Dương Phong, huyện Bạch Thông có trên 600 ha cây cam quýt, trong đó có trên 400 ha đã cho thu hoạch. Do hiệu quả kinh tế mang lại nên diện tích trồng cam quýt của địa phương tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, quả cam quýt của địa phương thường được bán với giá rất thấp, có thời điểm xuống dưới 10.000 đồng một kg. Để đảm bảo giá cả ổn định, xã Dương Phong tuyên truyền người dân không mở rộng diện tích mà tập trung chăm sóc, thâm canh, cải tạo vườn, trong đó khuyến khích người dân trồng và chăm sóc theo hướng Việt Gáp để nâng cao chất lượng mẫu mã quả. Vừa rồi cũng có thực hiện 10 hát theo cái mô hình theo hướng Việt Gáp ấy, thì nói chung là cái mẫu mã và chất lượng quả nó sẽ tốt hơn và năng suất nó cũng cao hơn bình thường. Cho nên là bà con một số là cũng có nhu cầu là nâng để làm sao mà có cái chương trình tận nâng cao cái diện tích ấy, để theo cái hướng Việt Gáp này thì cái hiệu quả, chất lượng quả nó sẽ tốt hơn. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 3.300 ha cây cam quýt, trong đó trên 2.400 ha đã cho thu hoạch. Tuy nhiên, trong đó mới chỉ có gần 300 ha được chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc trồng theo Việt Gáp, trên 1.000 ha được thâm canh cải tạo thường xuyên. Để nâng cao chất lượng quả cam quýt, tăng giá trị trên thị trường, tỉnh Bắc Cạn đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào cải tạo những diện tích già cỗi, thâm canh, tăng năng suất theo quy trình Việt Gáp và an toàn thực phẩm. Ngoài ra, khuyến khích các địa phương chuyển đổi các diện tích kém hiệu quả sang một số giống mới như cam Vinh, xã Đoài, đường canh. Hiện nay là chúng ta cũng không đầu tư mở rộng nhiều cái giống này mà chúng ta tập trung vào chăm sóc mà phải theo hướng là an toàn và đến hữu cơ thì có lẽ phải từng bước, nhưng an toàn ở đây là sẽ áp dụng đồng bộ các cái biện pháp kỹ thuật về cắt tỉa này, bón phân và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Hiện nay thì cũng đang đánh giá cũng có chiều hướng rất tốt, gọi là có những cái loại phân hữu cơ để tăng cái độ ngọt cho quả quýt thì chúng tôi đang làm, cuối năm nay chắc là sẽ có những cái đánh giá. Và sau đó thì dựa trên các cái đề tài khoa học như cái đánh giá của anh em ở cơ sở thì sẽ có một cái hướng dẫn cụ thể để mà áp dụng với những cái vườn cam quýt đặc sản của chúng ta.
Tỉnh Bắc Cạn phấn đấu đến năm 2025, diện tích cây ăn quả có múi đạt 4.000 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch đạt 3.600 ha, năng suất bình quân đạt 12 tấn trên 1 ha, sản lượng đạt 43.200 tấn, giá trị đạt trên 864 tỷ đồng. Để cây cam quýt phát triển bền vững thì việc nâng cao chất lượng mẫu mã là điều hết sức cần thiết để quả cam quýt tạo được thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nông nghiệp của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.